Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng môi trường Hà Nội 2024, Entech Hà Nội 2024 vừa được tổ chức tại Hà Nội. Đây là hoạt động thường niên, chuyên ngành, tập trung giới thiệu các sản phẩm, công nghệ trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Entech Hà Nội 2024 quy tụ được hơn 200 doanh nghiệp tham gia, trong đó có nhiều thương hiệu đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore với các sản phẩm trưng bày đa dạng về công nghệ xử lý môi trường, nước, không khí, công nghệ xử lý bùn thải bằng phương pháp quay ly tâm, thiết bị giám sát môi trường, hệ thống sản xuất nước siêu tinh khiết chất lượng cao cho các ngành công nghiệp bán dẫn, thực phẩm, bia và dược phẩm. Trong khuôn khổ triển lãm, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Công Thương còn tổ chức diễn đàn chuyển dịch năng lượng Việt Nam năm 2024. Ban tổ chức cũng phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức một số hội thảo và diễn đàn chuyên đề như diễn đàn công nghệ xanh trong ngành pin, ắc quy và lưu trữ năng lượng quốc tế 2024, diễn đàn giao thương Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc. Ngoài ra, còn có các chương trình giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp tham gia trong suốt 3 ngày của sự kiện.